thưa quý vị diện tích đất thực tế tăng thêm so với diện tích đã được ghi nhận trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là trường hợp khá phổ biến hiện nay vậy thì trong trường hợp này sẽ xử lý như thế nào hãy cùng tv pháp luật tìm hiểu ngay sau đây Cụ thể, trong trường hợp mẹ của ông DGT Quảng Ninh có mảnh đất diện tích 172,2m2 tại thành phố Cẩm Phả, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, diện tích 172,2m2 và nhà cấp 4 có diện tích xây dựng 50m2. Mẹ ông T gửi hồ sơ lên văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo diện tích thực tế vì có đất dư dôi. Tuy nhiên, hồ sơ và giấy chứng nhận đã bị trả lại với lý do chưa có văn bản hướng dẫn về việc đất dôi dư này. Và theo ông Tê tìm hiểu Điều 100 Luật đất đai năm 2013 thì thấy vấn đề đất dôi dư có thể được chia thành nhiều trường hợp khác nhau, tương ứng với mỗi trường hợp sẽ có cách xử lý. Cho nên ông đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cho gia đình về thủ tục và đơn vị giải quyết theo đúng quy định. Xét thấy câu hỏi như trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời về nguyên tắc như sau. Theo quy định tại khoản 5 điều 98 Luật Đất đai thì trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy, quy định tại điều 100 của luật này, hoặc giấy chứng nhận đã được cấp ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người có sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất chân lệch nhiều hơn nếu có trường hợp đo đạc lại ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại điều 99 của luật này. Cùng với đó trình tự thủ tục thực hiện theo quy định tại điều 24A Nghị định số 43/2014 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai được bổ sung theo quy định tại khoảng 20, điều 2, Nghị định số 01/2017 và hồ sơ nộp thực hiện theo quy định tại điều 9a của Thông tư 24/2014 ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy định về hồ sơ địa chính được bổ sung tại khoản 7, điều 7, thông tư số 33 trên 2017. Đồng thời, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai thực hiện theo quy định tại Điều 60, Nghị định số 43 trên 2014.